Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang cầm lái chiếc xe Ford Territory, một sản phẩm hoàn toàn mới của nhà Ford trong phân khúc crossover cỡ C tại thị trường Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Và trước khi bắt đầu video, Cường phải nói rõ cái quan điểm của Cường như thế này. Để mà đánh giá được một chiếc xe mà các bạn ngồi nhà các bạn xem review á, để mà các bạn hiểu được không hề đơn giản nha. Bởi vì Cường xem những bài review đánh giá thì họ nói, ví dụ như Cường nói, ví dụ như là cái hệ thống treo nó cứng hay là nó mềm, nhưng mà nó cứng hay là nó mềm so với lại một chiếc xe nào thì đó là một cái câu chuyện khác. Ví dụ như so một chiếc xe bán tải hay là so với lại một chiếc xe kiểu như là sedan thì cái từ ngữ cứng hay mềm ở đây rất là khó để cho các bạn hình dung được. Nhưng mà đối với Cường, Cường sẽ cho các bạn rất nhiều hệ quy chiếu để trong từng hệ quy chiếu khác nhau của các bạn sẽ cảm nhận được chiếc xe này nó đang nằm ở cái mức nào. Cường đánh giá ở đây là đánh giá cho các bạn về những cái yếu tố nó rất là khách quan. Cường sẽ không nói quá lên cho cái hãng xe Ford này làm gì. Cường cũng không phải là người bán xe Ford mà Cường phải khen tốt cái dòng xe này. Cường sẽ chia sẻ các bạn về tất cả những cái ưu và cái nhược để các bạn chấp nhận được những cái nhược và các bạn yêu thích những cái ưu của nó thì các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cái dòng xe này. Bởi vì tiền trong túi của các bạn, quyền quyết định là của các bạn. Và Cường cũng không thể nào Cường nói nó quá đi làm gì. Bởi vì với cái thời buổi công nghệ bây giờ, các bạn chỉ cần lên showroom lái thử xe là các bạn biết những cái Cường nói nó có đúng hay không. Và Cường sẽ đánh giá cho các bạn ở trên các khía cạnh như là vô lăng, chân ga, chân phanh, động cơ, hộp số, hệ thống treo, khả năng cắt âm cũng như là sức mạnh động cơ. Các bạn hãy xem lần lượt từng phần một, các bạn sẽ hiểu được chiếc xe này nó ở vị trí như thế nào. Đầu tiên khi mình bước vô, mình ngồi lên chiếc xe này, các bạn sẽ có một cảm giác rất là rộng nha các bạn. Nó rộng cả về chiều ngang cũng như là chiều sâu, cộng với lại cái lượng ánh sáng nó vô bên trong xe rất nhiều nhờ cái cửa sổ trời toàn cảnh cũng như là kính mọi thứ rất là lớn, cho nên chúng ta sẽ có một cảm giác rất thoáng khi ngồi lên chiếc xe này. Cộng với lại cái ghế cực kỳ êm, mọi chất liệu da đều rất mềm, mịn và mát, ngồi rất êm các bạn. Mình có thể chạy cả ngày trên chiếc xe này mà không hề cảm thấy là mệt mỏi. Thứ hai nữa là mọi cái nút bấm ở đây bố trí nó rất là linh hoạt các bạn. Mình có thể thoải mái thao tác mà không hề cảm thấy nó gượng với lại những cái mà mình thao tác hàng ngày vậy đó, kiểu như vậy. Chỉ riêng có cái màn hình này thì Cường cảm giác là nó bố trí hơi xa. Cường thao tác ở đây mọi thứ thực tế thì phải hơi vói, hoặc là mình điều chỉnh cái ghế này nó sát lên thì mình mới có thể là mình thao tác được trên cái màn hình này. Đó là cái điểm Cường chê. Còn về cái độ sắc nét, cái hiển thị ở đây thì ok, mọi thứ rất là sắc nét. Ngay cả khi Cường chạy 12 giờ trưa nhưng mà ánh sáng, mọi thứ tầm quan sát rất tốt, rất trực quan, rõ ràng. Và về cái tầm quan sát á, thì Cường thấy là rất là thoáng nha. Chỉ có một cái chê duy nhất là cái phần trụ A, nhưng mà trụ A ở phía bên phải cơ, là do cái tầm nhìn mình nhìn hơi xiên vậy nè, cho nên là cái gương nó bự cộng với lại cái trụ A nó hơi lớn thì cái phần điểm mù ở bên phải ở phần trụ A nó hơi nhiều, còn ở bên trái thì cái gương nó tách ra, cho nên là mình cảm giác nó rất là thoáng. Cái đầu xe thì cái nắp capo cũng làm rất là hay, nó hơi bo bo vậy nè, cho nên điểm mù cũng không có nhiều. Nhưng mà xe này có cam 360 cầm đến phía trước, cho nên là mọi vấn đề điểm mù đằng trước sau thì gần như là không có trên chiếc xe này. Thì khi mà mình làm quen được, mình ngồi lên rồi mình cảm thấy thoải mái rồi, khi rồi mình cầm vô lăng, cái phần vô lăng này Cường cảm thấy rất là sướng. Bởi vì thứ nhất là cái phần vô lăng này thiết kế nhỏ gọn, phong cách thể thao, cầm vô rất là chắc chắn và nó làm cho mình một cái cảm giác rất là nam tính khi mà cầm vô cái phần vô lăng này. Thì riêng về cái phần vô lăng này, Cường cảm thấy là trong nội thành nó rất nhẹ. Nó nhẹ như những cái dòng xe mà chuyên để đi phố, như là những cái dòng xe nhỏ nhỏ phân khúc hạng B, hạng A vậy đó. Thậm chí nó còn nhẹ hơn luôn các bạn, trợ lực điện mà, rất là nhẹ nha. Thì Cường mạnh dạn chia sẻ các bạn là các bạn hoàn toàn có thể chạy cả ngày chiếc xe này ở trong phố mà không bị mỏi tay khi mà về đêm. Nhưng khi mà đi trong cao tốc, lên cao tốc á, thì ở cái vận tốc đâu đó nó khoảng ngoài 80 km/h, thì Cường giá như cái phần vô lăng này nó có cái lực siết nó cứng hơn để cho chúng ta cảm giác được một cái độ đầm chắc tuyệt đối trên một chiếc xe kiểu như thế này. Còn cái độ siết ở cái thời điểm hiện tại á, thì Cường cảm thấy là nó vừa phải, tức là nó có siết hơn khi chúng ta chạy tốc độ cao, nhưng mà cái độ siết đó nó chỉ ở cái mức là vừa phải, chứ nó không làm cho chúng ta một cái cảm giác là đầm chắc
chắn, chắc nùi nùi, chắc nực thì chưa tới cái mức đó. Và cái độ rơ khi mà Cường đánh lái kiểu như thế này nè, thì Cường cảm giác như là cái độ rơ của nó khi mà đánh lái từ trái sang phải ấy, thì rất ít nha. Mình đánh lái mình có thể hoàn toàn cảm nhận được là nó đi tới đâu luôn, chứ nó không có cái độ rơ rất ít. Nói không có thì không đúng đâu, nhưng mà rất rất ít, và mình cảm giác là rất là chính xác khi chúng ta đánh lái cái phần vô lăng này. Rồi cầm vô lăng xong rồi mình sẽ về cái phần chân ga. Cái phần chân ga này là Cường, cái điểm mà Cường cảm thấy nó cũng hơi lạ so với lại những chiếc xe mà Cường đã quen. Ví dụ như chiếc xe này á, cái phòng ga đăng ti của nó thấp lắm các bạn, nó dưới 1.000 vòng một phút. Cho nên là khi mà chúng ta chạy những cái dòng xe thông thường, khi mà chúng ta mở cái chân phanh ra thì lúc đó là cái ga của chúng ta nó sẽ mớm cái xe đi một cách rất là nhanh và mượt. Nhưng mà đối với xe này cái độ mớm của nó hơi chậm do ga đăng ti nó thấp á. Cho nên là lúc đó mình phải hơi mớm ga một xíu để mình cái xe của mình nó chậm đi. Thì trong những cái tình huống mà phố xá đông đúc á, thì nếu mà các bạn quen việc là mở chân phanh ra thì ga nó bắt đầu nó chớm đi, thì đối với xe này các bạn hơi phải mớm ga, thì lúc này lâu lâu nếu chưa quen thì nó sẽ làm cho mình cái cảm giác là hơi giật mình và chưa có cái sự linh hoạt nhất định ở trong đó. Cho nên là cái phần chân ga này các bạn phải có thời gian để mình làm quen, còn quen rồi thì không vấn đề gì cả. Còn về chân phanh của chiếc xe này làm việc rất tốt các bạn, thậm chí là nó hơi tốt quá, làm cho chúng ta hơi giật mình. Nếu các bạn đang chạy ở tốc độ cao, đang bon trên đường mà chẳng may chúng ta quên, chúng ta đạp phanh nó hơi mạnh, thì chúng ta sẽ có một cảm giác cái xe nó ghì lại rất nhanh luôn các bạn. Thậm chí các bạn sẽ hơi bị chúi người về phía trước, bởi cái lực phanh của chiếc xe này làm rất tốt. Thì cái chân phanh này cũng phải có thời gian để chúng ta cảm nhận và chúng ta điều tiết nó làm sao cho nó phù hợp. Còn nếu như chạy ở những chiếc xe bình thường, cái chân phanh của nó ở cái mức độ là vừa phải, còn lên chiếc xe này mình cũng đạp biên độ y chang như những chiếc xe đó, thì cái chiếc xe này nó làm cho mình có cái cảm giác là hơi ghì và hơi dịch mình một xíu. Đó là về cái chân phanh của chiếc xe này. Và khi chúng ta cảm nhận được vô lăng, chân ga, chân phanh rồi, chúng ta sẽ cảm nhận ngay đến cái sức mạnh động cơ của chiếc xe này. Động cơ EcoBoost 1.5 160 mã lực và đâu đó gần 250 mô men xoắn, 250 Nm. Thì với một cái động cơ của chiếc xe này, cái điều hay nhất đó là cái mô men xoắn nó đạt tại giải vòng tua rất sớm các bạn, chỉ khoảng 1.500 vòng một phút mà thôi. Điều này nó có ý nghĩa rất lớn trong cái việc là trải nghiệm thực tế của chúng ta. Ví dụ như chiếc xe này ở mọi giải tốc độ, cho dù các bạn tăng tốc kiểu gì đi nữa, thì chiếc xe này nó vẫn rất rất êm các bạn, rất mượt, chứ nó không cho chúng ta cái cảm giác là chiếc xe nó dịch chúng ta đi, một cái cảm giác là nó thốc và một cái cảm giác là nó khó chịu. Giống như bây giờ, ví dụ như Cường tăng tốc trên chiếc xe này, ví dụ đang chạy chậm, đạp lút cản lên 120, các bạn thấy không? Thì khi mà tăng tốc á, nó sẽ không cho chúng ta là cái cảm giác là nó dịch cái xe đi một cái đâu, mà nó sẽ rất là mượt, nó đều và nó êm, nó dịu. Mặc dù tốc độ của nó lên rất nhanh nha, chứ nó không phải là chậm nha bạn, tốc độ lên rất nhanh, nhưng mà nó nhanh ở đây là nó nhanh đều, nhanh mượt và nhanh một cách êm dịu trên chiếc xe này. Ví dụ như Cường nói, một chiếc xe mà có cái mô men xoắn đạt tại cái giải vòng tua nó cao, ví dụ như là khoảng 4.000 vòng một phút đi, thì lúc này các bạn đạp ga thì cái xe nó bắt đầu nó rống lên, nó vú lên cái vòng tua 4.000, lúc đó nó mới bắt đầu nó có cái lực kéo để nó thốc, nó bung, nó kéo cái xe của bạn đi. Thì lúc này cái cảm giác ở khúc đó là nghe cái tiếng động cơ thì nó ù, nó ồn nè, và cái lực kéo nó dồn tại một thời điểm, cho nên là nó làm cho chúng ta giật đi một cái. Thì khi chúng ta chở gia đình hay là đi đường xa thì nó sẽ không thoải mái bằng cái việc là nó tăng tốc mà đều và mượt. Ví dụ như đang chạy 100 km/h đi, mình đạp thốc ga, đạp thốc luôn các bạn, lên 120 thì cái tiếng động cơ của nó rất êm, hầu như các bạn sẽ không nghe được cái tiếng động cơ của chiếc xe này, cho dù các bạn đang đạp thốc ga chiếc xe này luôn, nó vẫn rất là êm, nó dịu, và cái lực, cái moment xoắn nó phân bổ đều, nó giúp chúng ta tăng tốc một cách rất là dịu dàng trên chiếc xe này. Đó là một điều Cường cảm thấy rất hài lòng trên một chiếc xe, bởi vì khi chúng ta sử dụng thực tế, sử dụng hàng ngày á, các bạn mới cảm nhận được cái điều Cường nói. Ví dụ như các bạn chở gia đình đi trên một hành trình rất là dài, không lẽ cái xe nó cứ giật lên giật xuống rất mệt mỏi và cảm giác không thoải mái khi chúng ta tăng tốc. Còn chiếc xe này ở mọi giải tốc độ, cái việc tăng tốc của nó rất là mượt, đều
êm ái, dịu dàng. Đó, ví dụ như Cường thử lại một lần nữa, ví dụ như Cường sẽ cho luôn, cho xuống luôn. Ví dụ như cho xuống đâu đó khoảng 80 km/h đi. Các bạn hãy lắng nghe. Đạp. Chậm hai. Cực kỳ nhanh luôn các bạn. Cái vận tốc nó lên rất nhanh nha. Nhưng mà nó nhanh ở đây không phải là cái máy nó phải vú lên, nó rống lên cái vòng tua cao, nó mới bắt đầu nó kéo cái xe, nó dồn cái lực để nó kéo cái xe các bạn đi, nó giật các bạn đi, mà nó lên nhanh ở đây một cách rất êm. Êm về cái mặt là tai nghe, không có tiếng ồn nhiều. Êm ở đây là cái vận tốc nó lên rất là đều, mượt và êm. Các bạn hãy cực kỳ lưu ý điều này giúp Cường nha. Bởi vì cái điều này không phải chiếc xe nào cũng có thể làm được trong cái phân khúc này, đặc biệt là những cái bản máy xăng mà cái tầm giá nó loanh quanh đâu đó 800 mấy chục triệu như chiếc xe này các bạn. Rất khó để làm giống như chiếc xe này á. Cộng với lại cái hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt. Về động cơ của chiếc xe này và cái độ êm ái, tăng tốc tốt là không có gì để phàn nàn về chiếc xe này luôn các bạn. Tiếp đến là hộp số của chiếc xe này. Hộp số của chiếc xe này là ly hợp kép 7 cấp dạng ướt nha. Ly hợp kép nhưng mà dạng ướt. Thì về cái hộp số này là miễn chê luôn nha các bạn. Trong cái tầm tiền này, trong cái phân khúc này, hộp số này là khỏi chê. Các bạn mà chê cái tầm tiền này, chê cái hộp số này ở cái tầm tiền này thì cứ nghĩ là các bạn phải lên một cái phân khúc cao hơn để có những cái trải nghiệm tốt hơn. Còn dưới 1 tỷ thì cái hộp số ly hợp kép dạng ướt này quá tuyệt vời, rất mượt. Hầu như Cường không thể nào Cường cảm nhận được khi nào nó chuyển số các bạn. Cường chỉ biết là đạp ga là nó sẽ tăng tốc và không có cái độ hẳn giữa các bước chuyển số cũng như là khi nào nó chuyển số. Cường không biết được các bạn. Chỉ khi nào mà gắt quá mình đạp thấp ga thì lúc đó mình mới cảm nhận được chiếc xe là nó về một số thì dòng tua nó dịch lên một xíu thôi. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được khi chúng ta nhìn vào cái vòng tua thôi. Còn về cái độ cực hay là mọi thứ ở trên chiếc xe này Cường cảm thấy nó quá tuyệt vời đi. Quá tuyệt vời cho nên là về cái hộp số này là không có gì để chê về cái độ mượt cũng như là cái sự linh hoạt của chiếc xe này. Còn về cái dạng ướt thì các bạn yên tâm, chạy phố thoải mái, nó không có bị quá nhiệt như các dòng xe có hộp số ly hợp kép mà dạng khô nha. Các bạn hãy lưu ý giúp Cường, chứ đừng nghe ly hợp kép rồi mình sợ nó bị quá nhiệt nha. Ly hợp kép ở đây là ly hợp kép dạng ướt, cho nên về hộp số của chiếc xe này 7 cấp là một con số rất vừa vặn, cộng với lại cái sự chuyển số cực kỳ nhanh trên chiếc xe này. Cho nên là không có gì để chê về cái độ mượt cũng như cái độ linh hoạt và cái độ bền bỉ cũng như là tin cậy trên cái hộp số của chiếc xe này. Rồi, tiếp theo là khi cảm nhận được chân ga, chân phanh, động cơ, hộp số thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái hệ thống treo khi chúng ta đi di chuyển nhiều các đường địa hình khác nhau. Với cái hệ thống treo ở phía trước của con này là MacPherson và đằng sau là độc lập đa liên kết đó các bạn. Thì khi Cường chạy ở nhiều các dạng điện khác nhau thì Cường thấy là cái khả năng cân bằng ngang của nó rất là tốt. Ngoài cái việc cấu tạo của cái hệ thống treo ra thì cái chiều rộng cơ sở của con này là lớn nhất trong phân khúc luôn nha các bạn. Tức là cái chiều rộng từ cái vệt bánh xe bên trái sang vệt bánh xe bên phải nó tương đương với lại những chiếc xe SUV cỡ D như là Ford Everest hay là Fortuner hay là Pajero Sport luôn các bạn. Nó sẽ rất là rộng nha. Cho nên các bạn hình dung cái khả năng cân bằng và ổn định ngang của nó rất là tốt, cộng với là cái hệ thống treo của nó rất là linh hoạt. Cho nên là mình chạy nhiều khi mình qua những cái ổ gà, ví dụ như ổ gà bên kia đi, thì cái xe nó không bị treo quá nhiều. Mà mình ngồi bên này thì cái người của mình, chiếc xe của mình nó vẫn giữ được cái khả năng thẳng rất là tốt. Cho nên là với chiếc xe này, đặc biệt là khi mà đi full tải luôn, nó sẽ rất là đầm và cái khả năng ổn định ngang của nó rất là tốt khi chúng ta chạy ở tốc độ cao. Hoặc là khi chúng ta chạy ở trong phố, cái sự bồng bềnh của nó thì Cường đánh giá là mà cái độ cứng mềm của cái hệ thống treo này thì Cường cảm giác là cái khả năng bồng bềnh của nó ở cái mức là ít thôi các bạn. Tức là vẫn có hơi dập dìu lên xuống á, nhưng mà nó ở cái mức là ít chứ không quá nhiều. Để Cường lấy một cái hệ tham chiếu đi để cho các bạn hình dung. Nếu so với lại chiếc Mazda CX-5, chiếc xe crossover quốc dân, thì chiếc xe này có cái hệ thống treo mềm hơn chiếc xe đó. Nhưng nếu mà so với lại CR-V thì nó lại cứng hơn CR-V. Và cái hệ thống treo của con này Cường thấy nó hao hao như là Hyundai Tucson và hao hao như là chiếc Kia Sportage các bạn. Đó, các bạn sẽ có 4 hệ quy chiếu nha. Với cái hệ thống treo này Cường đánh giá nó ở cái mức là
nó phù hợp cho chúng ta di chuyển ở đại đa số cái đường điều kiện ở đường Việt Nam. Bởi vì đa số đường Việt Nam thì cái đường nó không phải là chạy tốc độ quá cao nè, rồi là di chuyển đường thì nó không phải là quá bằng phẳng nè, mà thường xuyên là đường Việt Nam thì nó cũng có ổ gà, ổ trâu, ổ voi các thứ. Thì cái hệ thống treo của con này nó sẽ ở cái mức là kha khá để cho chúng ta cảm nhận được cái sự thoải mái khi chúng ta di chuyển ở đại đa số các điều kiện ở đường Việt Nam. Về khả năng cách âm, cái này là một điều gây rất là nhiều tranh cãi các bạn. Bởi vì cũng cùng là một chiếc xe thôi, nhưng mà có người thì nói cái khả năng cách âm rất tốt, có người thì chia sẻ là một cách bình thường, có một người chia sẻ là một cách không được tốt. Thì cũng là một chiếc xe các bạn, nhưng mà do là cái hệ quy chiếu của họ, ví dụ như là họ đã đi một chiếc xe rất là êm rồi thì đi đến chiếc xe này thì cảm giác nó ổn hơn thì chắc chắn, bởi vì nó là phân khúc thấp hơn, hay là đi những cái dòng xe thấp hơn lên chiếc xe này thì đánh giá nó rất tốt. Hoặc là các đường điều kiện địa hình nó sẽ khác nhau các bạn, chứ không phải địa hình nào cũng giống địa hình nào, đường nào cũng giống đường nào. Thì với cái yếu tố này, Cường không dám nói nó tốt hay là nó xấu, mà Cường sẽ dùng cái máy đo độ này để chia sẻ các bạn về cái khả năng cách âm thực tế của chiếc xe này. Với vận tốc đâu đó khoảng 50 km/h thì khả năng cách âm của con này là 58 đến 59 dB. Đây là một cái mức tốt trong cái phân khúc crossover hạng C và các chiếc xe trong cái tầm giá dưới 1 tỷ nói chung luôn các bạn. Đây là một cái khả năng tốt, cách âm tốt ở cái vận tốc là 50 km/h. Còn ở vận tốc 100 km/h, chỉ số độ ồn nó đâu đó khoảng tầm 64 đến 65 dB trên chiếc xe này. Nó nhìn hơn các đối thủ, ví dụ như là CS5, Tucson, Outlander hay là CRV. Và nó tương đương như những chiếc xe là Kia Sportage. Và một điều Cường cảm thấy ở đây là cái độ ồn nó chủ yếu là cái phần lốp. Lốp của chiếc xe này không phải là một cái thương hiệu lốp nó lớn, mà lốp là lốp bình thường chứ chưa được là Michelin. Còn chiếc xe Kia Sportage thì nó là sử dụng lốp Michelin Primacy, một cái dòng lốp có cái khả năng cách âm rất tốt. Nhưng cái khả năng cách âm của con này lại tương đương với lại chiếc xe Kia Sportage. Thì nếu chiếc xe này mà thay lốp Michelin mà cái dòng cao cấp Primacy á, thì Cường chắc chắn các bạn là cái khả năng cách âm nó còn tốt hơn những chiếc xe đó. Các bạn lưu ý cái điều này ha. Còn về khả năng cách âm, về cái độ ồn á, thì mình phải đi đánh giá sâu hơn một xíu là với cái độ ồn á, thì nó sẽ phát ra từ nhiều nguồn ồn khác nhau trên một chiếc xe. Thì đầu tiên là về cái khả năng cách âm thân cửa, thân vỏ cũng như là kính thì Cường cảm giác rất tốt. Cường đánh giá nó là một chiếc xe có khả năng cách âm thân vỏ và kính rất tốt. Bởi vì điều này các bạn sẽ cảm nhận được khi các bạn đi ở trong phố, ở xung quanh rất nhiều phương tiện, tiếng nói, tiếng xe các thứ. Thì khi mà mình dừng xe đèn đỏ, mình hé kính xuống và mình hé cái kính lên thì mình cảm giác được cái khả năng cách âm thân vỏ và kính, cái nguồn ồn bị động ở xung quanh thì chiếc xe này rất tốt. Tiếp đến là về cách âm động cơ, khoang động cơ vô khoang hành khách. Bản thân của cái động cơ EcoBoost này là cái tiếng ồn nó đã rất ít rồi, cộng với lại cái khả năng vắt ngăn động cơ cách âm nó tốt nữa, cho nên hầu như các bạn sẽ không bao giờ các bạn cảm nhận được cái độ ồn từ động cơ luôn. Không bao giờ cảm nhận được. Ngay cả khi các bạn đạp thốc ga, ví dụ như bây giờ thốc, các bạn cũng chỉ nghe được cái tiếng lưu cho vui vậy thôi các bạn, chứ nó cũng không phải là quá gì là mình có thể nghe được rõ ràng các bạn. Hơi lưu thôi. Ngay cả khi các bạn đạp thốc ga, các bạn tua lên đến 4 đến 5.000 vòng một phút nha, một cái khả năng cách âm khoang động cơ rất tốt. Thứ ba nữa là về khả năng cách âm từ lốp, thì Cường đã chia sẻ các bạn rồi, về lốp của con này là lốp bình thường, không phải là cái lốp nó quá gì là xịn sò. Nhưng mà khi chúng ta chạy ở vận tốc, ví dụ như đang chạy 100 km/h này, 100 km/h đi, thì để mình nghe nào. Nghe được đó bạn, nghe được cái tiếng ồn từ lốp đó, nhưng mà nó nghe ở cái mức là vừa phải, chứ không phải là quá ồn ào. Còn nếu mà thay lốp xịn hơn thì khỏi nghe luôn nha các bạn, khỏi nghe luôn. Bởi vì bốn hộp bánh xe cách âm rất tốt, nhiều vật liệu cách âm, cho nên cái nguồn ồn từ lốp đã bị triệt tiêu rất nhiều. Nếu thay thêm cái lốp mà cách âm tốt nữa thì lúc đó khỏi nghe cái tiếng ồn từ lốp luôn. Về cái độ ồn từ lốp trên xe nguyên bản thì Cường đánh giá nó ở cái mức là vừa phải, chứ chưa phải thực sự là tốt. Nhưng nếu thay lốp lên thì mọi thứ là hoàn hảo luôn.
Thứ tư là về cái độ ồn từ hai bên gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của con này tương đối là bự nha các bạn. Tuy là một chiếc xe crossover hạng C thôi, nhưng mà gương của nó to tương đương với lại Ford Everest hay là những cái phân khúc nó bự. Cho nên là nếu chạy ở vận tốc ví dụ như đang 100 km/h thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng hú gió của hai cái gương chiếu hậu hai bên. Đó, nghe được nha các bạn. Thì về cái tính khí động học, cách âm khi chạy tốc độ cao thì mình hơi phàn nàn về cái tiếng ồn gió của hai gương chiếu hậu. Tuy nhiên thì trong cái phân khúc này Cường phàn nàn vậy thôi, nhưng mà trong cái phân khúc này thì chiếc xe nào cũng vậy các bạn, chứ không có chiếc xe nào mà nó khí động học một cách là êm xuất sắc được các bạn. Bởi vì ở cái tầm tiền này thì ở cái mức đó là mình chấp nhận được rồi. Và một cái mà Cường hơi chê trên chiếc xe này đó là về cái khả năng cách âm gầm. Khả năng cách âm gầm của con này, mỗi khi chúng ta đi qua những cái gờ, ổ gà, mổ cầu, móc mô liên tục thì cái phần độ ồn từ gầm của con này hơi lớn nha. Ví dụ như mình qua nó phập lên một cái thì mình cảm nhận được rất rõ rệt luôn, rất rõ ràng và rõ rệt luôn các bạn. Cho nên là về cái khả năng cách âm gầm của con này, Cường đánh giá nếu thang điểm 10, Cường chỉ cho nó 5 điểm mà thôi. Cường chỉ cho nó 5 điểm mà thôi, chứ nó chưa làm cho Cường hài lòng trên một chiếc xe hay là so với lại những gì Cường kỳ vọng trong cái phân khúc này. Thì cái tiếng ồn đó nó không phải là do một cái hệ thống treo nó dở các bạn, mà là do cái những cái mối liên kết giữa cái hệ thống treo lên cái phần chassis á. Ở đó có thể là do những cái miếng cao su, những cái giảm chấn nó chưa đủ dày dặn, cho nên là nó dội lên cái khoang hành khách là tương đối nhiều. Còn cái hệ thống treo ở đây á, về cái khả năng treo cứng hay mềm, cái khả năng ổn định cân bằng ngang các thứ thì nó làm rất tốt. Hệ thống treo này làm rất là tốt trong cái phân khúc này. Chỉ có cái tiếng á, cái tiếng động á thì nó dội lên, mình cảm giác là nó hơi nhiều. Thì cái đó là Cường nghĩ là do những cái giảm chấn và những cái miếng cao su liên kết những cái phần đó, những cái gối cao su đó, nó làm chưa được gọi là tốt lắm các bạn. Đó, thì tổng quan lại về khả năng cách âm thì chỉ chê đúng cái phần cách âm gầm từ hệ thống treo lên khoang cabin mà thôi, chê đúng điểm đó, còn lại mọi thứ là quá ok. Từ lốp, hai bên gương, cách âm thân vỏ, kính và tuyệt vời nhất là cách âm từ động cơ, quá êm các bạn. Đó là về khả năng cách âm ha. Cuối cùng là về mức tiêu thụ nhiên liệu. Thì trong cái buổi hành trình hôm nay Cường đi quay á, thì nó ở cái mức là 7,2 lít 100 km các bạn. Thì trong quá trình Cường quay cho các bạn như vậy á, thì là Cường đạp thốc ga cũng nhiều đó. Các bạn xem video các bạn thấy Cường đạp thốc nhiều nè, chạy cái tốc độ thì nó cũng hơi gắt một xíu. Nói chung là chạy không có kiểu là nương chân. Thì nó là 7,2 lít cho 100 km. Nhưng mà Cường đã thử nghiệm thực tế, nếu mà Cường chạy một cách bình thường, ở những cái điều kiện sử dụng bình thường, đại đa số người Việt Nam mình sử dụng như vậy, thì nó khoảng 6,5 lít 100 km cho cái đường là đường hỗn hợp nha. Còn nếu mà chạy mà 100% đường trường thì Cường nghĩ nó khoảng 6 lít à. Còn nếu mà nội thành thì hao đấy. Không phải hao các bạn, mà là nó cao thôi. Nó khoảng 10-11 lít, thậm chí lên 12 lít cho 100 km. Thì đối với lại một chiếc xe to như thế này, động cơ thì cũng không phải là nhỏ, cũng không phải là yếu. Và cái trọng lượng bản thân của nó cũng hơn 1,6 tấn. Thì cái mức đó thì Cường cảm thấy là nó quá là ok trong cái phân khúc này rồi các bạn. Đó, với cái động cơ này, thậm chí nếu mà so sánh với lại một chiếc xe mà Cường đã nghe được ông anh của Cường, đó là chiếc Mazda CX-5, thì chiếc xe này có phần là nhỉnh hơn về cái mức là tiêu thụ nhiên liệu nha. Nó sẽ tiết kiệm hơn một cái động cơ 2.0 Skyactiv của Mazda CX-5 trong cùng với phân khúc này luôn. Thì Cường chỉ dám so sánh với chiếc xe đó thôi, bởi vì chiếc xe đó thì Cường nghe cái thông tin nó đủ nhiều từ người anh ruột của Cường để Cường chia sẻ lại các bạn. Còn đối với lại những chiếc Outlander, Tucson, CRV thì mình chưa có dịp trải nghiệm các bạn, chưa dịp trải nghiệm đủ nhiều, cho nên là Cường không dám nói, Cường không dám so sánh với lại những chiếc xe đó. Đó, mình review thì Cường có sao Cường nói vậy, chứ Cường cũng không dám nói bậy nha các bạn. Cường đã chia sẻ cho các bạn là tất tần tật về rất nhiều khía cạnh và chia sẻ đủ chiều sâu cũng như là đủ nhiều cái hệ quy chiếu để cho các bạn cảm nhận được một cách rõ ràng về cái khả năng cách
khả năng vận hành của chiếc xe này trong các đường điều kiện địa hình, từ nội thành cho đến là đường cao tốc, để cho các bạn ngồi ở nhà mình xem xong cái video của Cường thì đâu đó mình cũng hình dung được 70-80% đi ha, về cái khả năng vận hành của chiếc xe này. Đó là cái điều mà Cường mong muốn, bởi vì Cường đặt khía cạnh Cường là một người khách hàng xem những cái bài review thì cũng thực sự là chưa đủ cái chiều sâu để cho khách hàng, và chưa đủ nhiều cái hệ quy chiếu, nhiều cái so sánh để cho khách hàng có thể cảm nhận được, mường tượng được chiếc xe này nó như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu thấy video hữu ích, hãy subscribe kênh YouTube của Cường để xem thêm nhiều các video về các chủ đề xe cộ nha. Và có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất.